Đấy, chào tất cả các bạn nha, cảm ơn tất cả các bạn đã quay lại kênh mình ha. Thì hồi nãy giờ anh em tôi gắp ba cái đầu vô test qua, thì mấy cái hôm qua tôi bán là tôi gắp vô test ok hết rồi. Giờ còn cái này hôm qua có anh kia kêu gắp vô test quay cho anh xem nè, cái đầu trắng này nè, đó một cây và thêm cái đầu này nữa. Hiện hồi mình sẽ test cái đầu này xong mình sẽ ra đầu này và cái đầu kia nữa, nếu mình gắp kịp mình sẽ lên video này luôn. Rồi ok, quay từ từ nha. Rồi kiếm điện đi. À, thực tế cái motor nó không đủ anh em. Cái motor này có hai ngựa à, cái con này phải gáp lên 5 ngựa và cái chạy anh em thấy chạy nè, cua chậm gì à, chưa đủ công suất của nó ha. À, thì này cái này mà đủ công suất một cái ha, là thôi cực kỳ khủng luôn nha các bạn, chạy im ru ha. À, motor này có hai ngựa à, không đủ công suất, cái đầu này phải gắn 5 ngựa, anh em thấy tép nó xa nè, nghe không? À. Rồi. Đó đây. Con này motor này là mình chỉ gắp thử chơi cho biết là đầu còn hoạt động hay không thôi nha. Thì con này nè lưu lượng 30 lít trên phút nè. Áp nó 70 kg. Đó. À. Con này ngựa nhiêu không thấy nữa. Nó chạy tốc độ là 1800 vòng á thì nó 470 kW. Con này 5 ngựa là anh em xài là mới nổi nha. 5 ngựa. Nếu chạy bác thường là 73 à. 6.9. Con này là hơi bao anh em như xịt như rửa ngon luôn nha. Rồi một con, mình sẽ test con thứ hai đây nha anh em. Rồi đây con thứ hai đây bạn. Mới gáp lên công này ha. Con cái đầu này đầu ok nha. Nó chạy tốc độ là 1200 vòng. Motor chạy hết nổi luôn các bạn. Nha. Motor này có hai ngựa à, giờ mình khóa lại cho lên áp là chạy hết nổi. Nha. Đó. Nha. Rồi tép chạy thôi biết là cái đầu mà hoạt động ok thôi, chứ còn đúng của nó anh em phải lên motor 5 ngựa. Nha. 5 ngựa chạy mới nổi luôn này. Anh em thấy nè. Hai đầu ra. Nha, cứ hồi đi về luôn nha. Đó. Hát 50 kg nè, 30 lít trên phút nè, nhà đầu ok này nha, nên ok nha, đầu đang đẹp lắm. Con này anh em tôi chưa vệ sinh, qua mới về á, hôm qua mới về bán mấy đầu kia bán rồi, còn đầu này, một cái đầu này nha nên, một cái đầu trắng này nãy mình test rồi đó, còn cái đầu xanh đó mình gắp chưa đủ đồ nên chưa gắp được, cái đầu xanh là đang thiếu bu ly, đầu xanh đâu rồi, đầu xanh là đang thiếu bu ly, thiếu ba điều áp nữa. Đó. Cái bộ này bán rồi, chuyển tiền rồi, nãy mình test rồi luôn, rất là ok luôn. Ba bốn bộ kìa. Nãy mình đóng thùng mình cho đi Viettel á, tại tấm gấp gấp. Ha. Sắp sửa nghỉ Tết rồi. Đó cái đầu xanh này là chưa gáp nè. Đầu xanh này là gáp lên là chạy khủng hoảng luôn. Con này 5 ngựa, 7 ngựa rưỡi về lên đây chạy cho nó sướng. 7 ngựa rưỡi lên chạy cho nó sướng. Ha. Thiếu cái điều áp kiếm cái van điều áp gắn vô đây nữa đó, ly nữa, chân nữa, con này chứ khủng hoảng lắm á. Con này đẹp lắm, đẹp nữa, quá đẹp luôn, đầu này quá đẹp. Rồi còn ba đầu đó anh em, tranh thủ anh em ơi, anh em nào xài Tết thì liên hệ ha, 1 2 3 đó, chơi cái nào liên hệ đó ha. Giá thì cũng căng lắm nha, đầu tia sứ mà anh em mà anh em về mà gáp thì bảo đảm mấy tia sứ nên anh em mới xài đời đời, chung là đời đời luôn, chứ không phải là như mấy hàng Trung Quốc anh em mua 1 triệu mấy 2 triệu em xài ngày 3 tháng 6 tháng là hư, mấy đầu này là xài đời đời ha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem video nha, chúc anh em một ngày cuối tuần thôi, bảy bảy không phải cuối tuần, chúc anh em một ngày thật là vui vẻ bên gia đình người thân nha. Ok.